Mình đã bắt đầu vẽ tranh đến nay đã là năm thứ 6. Đây là những bức tranh đầu tiên của mình trong suốt quá trình tự học vẽ. Những gì bạn đang xem không chỉ đơn giản là một cuốn sổ để lưu giữ lại những bức tranh của mình, mà còn là một dòng thời gian chân thực nhất trong suốt quá trình tự học vẽ đó. Nếu không thật sự đam mê thì mình đã không thể nào theo đuổi nó trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Mình bị gia đình ngăn cấm khi quyết định đi theo con đường này, nhưng nó tạo ra cho mình một nguồn thu nhập ổn định, thậm chí là cao hơn so với việc ngồi văn phòng 8 tiếng. Mình được nhiều người biết đến hơn và mình rất biết ơn vì điều đó. Mình đã chứng minh cho ba mẹ, cho những người xung quanh và đặc biệt là chứng minh cho chính bản thân mình là mình có thể làm được và làm rất tốt. Với mình, làm việc với đam mê thì đó gọi là sự tận hưởng. Qua video này, mình mong rằng những ai đang có cùng đam mê với mình thì hãy cố gắng kiên trì để đạt được những gì bạn mong muốn, và thời gian sẽ là thước đo chính xác nhất cho những nỗ lực của bạn. Tin mình đi, bạn sẽ thành công. Cảm ơn bạn vì đã cố gắng.